Lê Phương bị chất vấn không đeo nhẫn cưới với chồng trẻ. Nữ diễn viên Lê Phương phải lên tiếng giải thích khi thiếu biểu tượng hôn nhân trên tay. Mới đây, Lê Phương bất ngờ bị cư dân mạng chất vấn đề tư. Nguyên nhân xuất phát từ những bức ảnh nữ diễn viên sánh đôi bên ông xã. Dân mạng phát hiện ra cô không đeo nhẫn cưới, trong khi chồng vẫn nâng niu biểu tượng hôn nhân trên tay. Sao chị Phương không đeo nhẫn cưới? Một Facebooker hỏi thẳng. Đáp lại, Lê Phương cho biết cô tạm cất nhẫn để làm việc nhà, dập tắt những nghi ngờ không hay. Tháng 8 năm 2017, Lê Phương tái hôn với ca sĩ trẻ Phạm Trung Kiên. Hai năm sau, nữ diễn viên hạ sinh con gái cho ông xã kém 7 tuổi. Trong 4 năm chung sống, cặp đôi cho thấy dù chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn rất hòa hợp, viên mãn. Lê Phương luôn được chồng trẻ yêu thương, chiều chuộng hết mực. Anh luôn san sẻ với vợ, từ việc chăm sóc con đến dọn dẹp nhà cửa, lo chuyện bếp núc. Nam ca sĩ còn tạo ra mọi điều kiện để Lê Phương theo đuổi đam mê diễn xuất. Về phía mình, Lê Phương cũng dành cho chồng sự trân trọng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ tổ ấm viên mãn bên Trung Kiên và các con. Cô hạnh phúc khi lấy được một người chồng tâm lý, tận tụy và luôn yêu thương chăm sóc mình. Khuyết điểm lớn nhất của chồng tôi là anh ấy quá hoàn hảo, Lê Phương hóm hình bảo.